Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với tiếp với cái buổi review tiếp theo về về DVP nhá, đỉnh Vũ nhá, đúng không? Hôm vừa rồi thì cũng mới hết được cái báo cáo thường niên thôi, đúng không? Ở đây thì mình thấy là đỉnh Vũ cũng có một cái vị trí cảng là khá khá tốt, đúng không? Cũng ở mức ở giữa giữa chứ không hẳn là trong cùng, đúng không? Còn những cái cảng mới thì họ sẽ xuất về phía ngoài. Đấy. Thế còn riêng cái thằng Lạch Huyện mà lớn nhất ấy thì dự án này rất là lớn nhưng mà họ lại chủ yếu là nằm ở phía ngoài cùng, và cái mà họ đang hướng đến là cảng cảng dành cho các cái tàu lớn, đúng không, nước sâu, bởi vì cho nên là nhà nước mình cũng thấy là cái giá sàn đối với Lạch Huyện là lớn hơn hẳn so với các cảng còn lại đấy. Nên là nếu trong trường hợp mà trong tương lai giá sàn tăng thì chỉ có những cái cảng phía phía trong là sẽ ảnh hưởng thôi, còn những cái cảng mà phía tầm giữa giữa cho đến ngoài là vẫn ok, đúng không, thậm chí còn tốt lên đấy. Cái tình trạng ở Hải Phòng bây giờ là cung đang lớn hơn cầu, tạm thời là như thế. Còn có thể là trong tương lai thì cái nhờ các hiệp định thương mại tự do nên là mọi thứ nó sẽ khác, đúng không, có thể là cái cầu về cảng nó sẽ tăng lên do xuất khẩu lớn hơn, đúng không? Nói chung hiện nay là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm là đều đều, đều tăng, đúng không? Đấy. Chả hiểu nữa. Rồi, những cái số liệu như là thấy là hầu hết là đều đều đang đang tốt lên, đúng không? Rồi như vậy là tăng 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 12,2 tăng 12,2%, đúng không? Đấy. Như vậy là xuất nhập khẩu tăng thì đương nhiên là các dịch vụ liên quan cảng sẽ ok thôi, đúng không? Và nói chung là Việt Nam mình trong nhiều năm nay là đều đều thấy đang tăng, đúng không? Nên là cũng khá tốt, đúng không? Đấy, như vậy là ngành cũng có cái ngành là đang tốt lên, ngành có hưởng lợi, đúng không? Sai, đúng không? Việt Nam là nước thiên về xuất nhập khẩu. Thế còn để bây giờ nó như vậy là tình hình thì cũng đối với Đình Vũ nó không phải là gì nó xấu quá. Bây giờ chúng ta xem báo cáo chính xem là có những cái gì nó đặc sắc nhá, Đình Vũ. Rồi. Rồi chúng ta có báo cáo kiểm toán luôn rồi, đúng không? À đây là cổ đông thì chưa có, hình như là họ sắp sắp tổ chức. Đúng rồi, chính xác rồi. Ở đây là ngày 10 19 tháng 3, tức là ngày 20 tháng 3 là ngày giao quyền, thế còn ngày họp ở đây tận 23 tháng 4, như vậy là cũng còn đến tận gần 1 tháng nữa cơ, đúng không? Tính thời điểm đang nói đây. Đúng không? Như vậy là cũng còn lâu. À, từ từ đã quên, còn cái đại cổ đông chắc phải xem đại cổ đông trước, đúng không, cái của năm ngoái vậy, xem nó có những cái gì có những gì đặc sắc không. Năm ngoái sản lượng ở đây là 661.000 têu, đúng không, thế còn doanh số đây là 690 tỷ so cùng kỳ năm ngoái thì thậm chí còn hơi giảm, đúng không, 98, thế còn so với lần trước thuế năm trước cũng bị giảm nhẹ, đúng không, như vậy là cũng đều giảm, của thứ 27 thì là 40%, đúng không. Rồi, như vậy là cũng ok rồi. Thế còn ở đây thì đặt kế hoạch 2018 là tối thiểu 25, đúng không? Chẳng biết là giảm bao nhiêu. Và cái kế hoạch ở đây là lại hơi thấp nhá, đúng không? Sản lượng có 580 ngàn thôi, thế còn ở trên là 600, đúng không? Doanh thu đây là 585 mà trong khi năm ngoái là 609, có đúng nhỉ? Kiểm tra lại. Rồi, vẫn là 600, như vậy doanh thu vẫn còn cao hơn, đúng không? Không hiểu cái doanh thu này doanh thu kiểu gì, nhưng mà theo như mình đang thấy trên tờ 10 cà phép đây thì là năm 2018 doanh thu là vẫn nhỉnh hơn năm 2017 một chút, đúng không? Tức là so với hai hai cái năm cũ kia thì là không bằng, đúng không? Chắc có thể do vấn đề giá dịch vụ. Rồi. Như vậy là kế hoạch cũng thận trọng 260 trong khi thực tế là ba vẫn là 317, đúng không? Như vậy là họ đặt kế hoạch thận trọng thôi, đúng không? Kết quả tốt. Có thể đây là một cái kiểu của công ty nhà nước.
đặt kế hoạch. Đấy, kế hoạch đầu tư, kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Tiếp tục đầu tư thực hiện các cái dự án đã được đại hội đồng thông qua 27. Các cái dự án được hội đồng quản trị thông qua là dự án giải ngân đây là 183 tỷ đúng không? Dự án đầu tư đây hai cần trục dàn STS tại cầu số 1 đúng không? Là 422 ngàn. Rồi đây năm nay 400. Ồ như vậy là những cái dự kiến giải ngân đây 28.183 tỷ. Tổng của cái đầu tư hai cái cần trục này là 422 tỷ nhưng mà dự kiến giải ngân 28 là chỉ có 33 thôi. Như vậy là công ty cũng đang bắt đầu đầu tư khá lớn đấy, đúng không? Cái này có thể thậm chí đến 29 mới xong cơ, đúng không? Đầu tư 10 đầu kéo chuyên dụng vận chuyển container trong cảng 28 20 tỷ rồi, cái trang này hoàn thành luôn. Đầu tư một khung cầu tự động cho cần trục STS chắc là gì với cái này đúng không? Là 4 tỷ thì mới chỗ này có 400 thôi. Đầu tư một xe ô tô con 5 chỗ tỷ 6. Đầu tư một dự án nhỏ đột xuất 5 tỷ, hệ thống lưu trữ dữ liệu NAS 250 triệu. Hệ thống wifi phục vụ phát sóng tại khu vực LTE dự án 2 là 400 triệu. Rồi, cái này không vấn đề gì. Như vậy là quan trọng nhất là có một cái hạng mục đầu tư ở đây thì rất lớn đúng không? Đầu tư tài sản cố định. Dự kiến tổng thể là lớn. Rồi. Đấy. Hoạch ở đây là 183 tỷ nhưng ở chỗ này hạng mục đầu tư thì chỉ có 161 thôi. Căn cứ vào hạng mục cái tổng vốn đầu tư 244. Rồi, như vậy là một cái là 183. Rồi, thực hiện trong nó 61. Nạo vét trước bến sửa chữa bãi chứa hàng. Rồi ok. Đúng không? Công tác sửa chữa là chỉ có 83 thôi. Căn cứ hạng mục. Rồi, 244 cơ, đúng không? Chắc là 183 cộng một cái 61 kia cộng lại đúng không? Rồi dự kiến tổng thể là lớn là 183 đúng không? Đấy, như vậy là tổng các cái hạng mục và kế hoạch đầu tư tổng vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong 2018 là 244 tỷ, chả hiểu nó có đến mức này không, nhưng mà hình như là cho vào cái chính này như là đủ ra đấy, kiểm tra lại. Tài sản cố định thì từ 207 tăng lên thành 288 tức là tăng 81 tỷ cộng 19 chục tỷ khấu hao đúng không, như vậy là khoảng trăm trăm bảy thì phải, không hiểu họ có thanh lý tài sản bớt tài sản cố định không đúng không. Đấy. Rồi đúng không, 170, nếu mà kể cả có trừ cái 13 này thì có nghĩa là cũng còn khoảng 160. Như vậy là cũng chỉ khoảng 2 phần 3 chỗ này thôi, đúng không? Vậy là nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình thấy là có một cái là gọi là cái dự án lớn, đúng không? Coi cái này là một dự án lớn. Là dự án đầu tư hai cần trục dàn STS thì đấy tại cầu số 1 đúng không, tổng thể đây là tận 422 tỷ cơ đúng không, nhưng mà dự kiến của 28 thì có 3 tỷ thôi. Đúng không? Đấy, như vậy là
Như vậy là cũng cái kế hoạch đầu tư trong tương lai là sẽ là khá lớn luôn, đúng không? Đấy, như vậy là tương lai đầu tư khá lớn, đúng không? Như vậy là không hẳn là như vậy là có thể thấy là cái tương lai của bên DVP này chưa hẳn là xấu, đúng không? Vì họ cũng có ý thức về cái việc là ông đang bị cạnh tranh vào tăng cái đầu tư chẳng có định đền, đúng không? Những cái mức như là lớn. Vậy mình sẽ kiểm tra xem là cái biên bản của Cổ đông xem có những cái gì nhá. Năm ngoái họp là họp vào ngày 23 tháng 4, như vậy là chắc là cũng tầm đấy thôi. À đây. Mình có biên bản không? À đây rồi, có cả nghị quyết biên bản luôn. Rồi, biên bản, xem biên bản có cái gì, xem hy vọng có cái phần thảo luận. Rồi, xem nó như nào. Chắc cũng ít cổ đông thôi. Rồi, 80% đi họp, cũng đông. Năm trước là 287 của tuần cũ năm 20 chi cổ tức là 160 quỹ khen thưởng 13 quỹ khen thưởng thì rồi quỹ đầu tư phát triển 20 rồi mới có phần thảo luận không? Không hiểu là cái cho 27 thì mình chưa xem báo có chưa xem cái đổi cổ đông đúng không, là dự kiến giải ngân trong năm này, như vậy là nói chung là đều 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 đang muốn đầu tư lớn rồi đấy, đúng không? 244 rồi. Rồi chưa thấy phần thảo luận. À lại không thấy phần thảo luận. Quay lại cho nào. Rồi. Không không có phần thảo luận. À. Như vậy là cái đang cần xem nhất là xem cổ đông người ta hỏi cái gì thì lại không thấy. Rồi, như vậy là khá đáng tiếc. Rồi, tạm thời thì quay lại xem cái đầu cổ đông năm cũ trước nữa xem nào. Không biết là trong cái đâu đấy họ trình bày là có những cái gì đúng không? Thấy bảo dồn trong trong 2018 là thêm 183 kế hoạch đầu tư. Đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục thực hiện các gói rửa ra. Phần mềm quản lý do cái 2 tỷ, đầu tư một xe nông 10 tỷ. Phần mềm gì đấy 4 tỷ. 2 tỷ. Nghiên cứu phương án để nâng tầm các cái thiết bị tuyến tiền phương và nâng cấp một cần trục SDS. Rồi. Các cái kia thì thấy có vẻ ít, 2 3 10 12 16 22 50 53. Trong khi là 130 mấy, như vậy là khoảng 80 mấy tỷ sẽ dồn vào cái này. Đúng không? Rồi. Như vậy là cái tài sản cố định lớn nó vẫn nằm ở đây thôi, đúng không? Ở cái lắp cái cần trục dàn FTS thôi, đúng không? Bên này mình cũng thấy có cái đấy. Đúng rồi, thì sao rồi? Chính là nó rồi. Chắc có khi là chính là đầu tư thêm dự án đầu tư hai cần trục, trong khi năm ngoái như là chỉ có một. Nâng cấp cầu một để lắp. Rồi, nâng cấp chuẩn bị, nói chung là cái này chắc là cái gì đấy nó to nhưng mình không rõ vì đây là vấn đề kỹ thuật. Còn bạn nào mà có hiểu ngành này hoặc là có thời gian thì nghiên cứu thôi, đúng không? Rồi cái như vậy là vẫn đang là cái đấy thôi, nhưng mà chắc là cái đấy là cái gì đó quan trọng. Đấy. Rồi như vậy chúng ta thấy là cũng công ty cũng có cái hướng tương lai chứ không phải là xấu như lúc ban đầu lập luận, đúng không? Thế còn có thể là mỗi năm ông giảm nhân một tí cho nên là nó cũng hơi lâu. Đấy. Nhưng mà tổng cái giá trị của cái này là rất lớn, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu thử với báo cáo tài chính kiểm toán năm của Đình Vũ nhé, xem Đình Vũ có những cái gì. Rồi,
Tương tự ở đây chúng ta cũng thấy là báo cáo tài chính thì bao giờ cũng có mấy phần rồi đúng không? Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kế hoạch doanh, báo cáo tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đúng không? Ở đây mình sẽ là còn có phụ lục báo cáo tài chính theo phương pháp gián tiếp. Rồi ở đây mình sẽ xem các phần cuối đây, còn hai cái đầu thì chắc là bỏ qua thôi, chắc là kiểm toán không đến mức gạch hết vì thằng này thấy có vẻ dư. Rồi rồi như tổng tài sản đây là cuối năm 27 và đây là cuối 28 đúng không? Đây là 1097 và đây là 1197, 1167. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đến báo cáo tài chính.